cho ta trước khi trở nắng. Yeah, không biết ăn lại nắng. Yeah, đừng đưa cho anh hóa chất lạ. Yeah, cũng được bắt anh đưa về trong bóng thôi. Anh không tìm tình yêu đâu, em còn không hết. Không muốn thích em đâu nhưng thấy là đã kết. Đừng mời anh ly chút còn chưa hết. Khỏi nói về nội trợ, khỏi nói về tin nét. Vị trí em là đăng ký chứ không phải trung bếp. Gucci, tụi em sợ tay. YSL trên gọn dây. Silent on the phone, this Facebook em ring ring suốt ngày. Bạn em toàn con trai, thương này, nhiều em mỹ và duyên. Nhưng này, em không giống bất phương nên lắng lẽ em ngã chị em đâu ai đừng thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu. Đừng bắt ăn uống cả chai. Đừng vẽ cho ăn cả line. Đừng vẽ cho ăn một nửa. Fuck it. Đưa anh beat the mic. Yeah. Hai chị S never sleep. Team của anh on top of the game. 3 giờ sáng trong phòng tóc. On top của anh vẫn là mong của em. Họ nói nhiều fan cùng. Nhiều phút lên quanh hai con. Họ nói nhiều scandal. Thực ra như trai ngoan. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Đưa cho anh, đưa cho anh, đưa. Thôi anh không chơi đâu.